sẵn. Thú. Đôi thắng. Thú thắng. Đôi. Chào mừng bạn đến với Mộc Binh Online. Sao mà chạy hết thế nhờ? Lô Tuấn nha. Hello anh Hoàng Lãm nha. Không có thông báo Tuấn. Có mà chắc chậm mới tốt ạ. Hello Hùng Huy nha. Tay mang tay trên tay súng, cầm tay trên băng đồ. Má bài gì mà chia 4 người là cứ 3 đôi hòa anh em ạ. Lúc nãy mới bị sập cây 600m rồi anh em. Có những nỗi buồn chẳng thể nào anh đi lên mà chẳng thể nào nói hết bằng lời. Lên kha nhá. Mới rồi mày quá chạy được hết em ạ. Tay trên tay súng, cầm tay trên băng đồ. Sánh thủ.
Hello anh Tùng nhá. Có nhanh Tùng ơi, inbox Zalo cho em hình nha nè. Xâm nhập bên tay phải anh em. Hello chị My nhá, em cảm ơn chị My nhá. Chúc chị My buổi trưa xem live vui vẻ chị ơi. Ok chị ạ, có bài gì thế này? Trưa nay cái rực rỡ ngoài trời, tình hình là đâu không thấy rực rỡ thế nào đây. Hello anh Mạnh nha. Không anh ạ. Nói tiếng lên thì chắc từ từ em loa lại nè. Loa tiếng lên cái lượng view nó ít hơn cái lượng loa mộ binh anh ạ. Nhưng mà cái lượng mộ binh thì tương tác ít hơn cái lượng tiếng lên anh em. Có cái nào nó có cái lý do hết em ạ. Thật sự cái nào cũng có cái lý do riêng hết nè. Thùng hai đôi là sự lựa chọn. Sập nữa rồi anh em ơi. Hello Nghĩa nha. Ad đâu? Úi giời ơi, tí từ lần tới ad thì ngon như vậy. Bình thế này đi anh em. Không dám liều đâu. Liều là với mồm nữa thì chết sỡ. Hello anh Ngọc Nhàn nhá. Cầu luôn em ạ. Cầu cũng được anh ạ, nhưng mà em bên nó là để nó chắc cái kèo kia đó anh ơi. Anh đã mang tay súng, cầm tay trên băng đồ. Chín mười rồi. Rồi ơi. Tưởng được cái hàng anh em ạ. Hóa ra là chả được cái gì cả. Nhưng tưởng có hàng mà hóa ra thì không có hàng anh em. Hello Tuấn, Tuấn chào.
Mọi người có sao rơi tặng em nhé anh em ơi. Anh em nào ấn thằng 75 có sao rơi sao rớt thì tặng em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Sẵn bà tô anh em. Bắt được chạm tay trái quá nhỉ. Bắt được tên tay trái anh em ạ. Hello Thạch Thảo nha. Chào anh Hoàng Tử Khóa nha anh ơi. Chào tất cả anh em luôn nha. Chào anh em mới vào sau luôn nha anh em ơi. Hãy chia like cho mình tìm like nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Hello anh Nguyễn Tiền nha. Em chào anh trai ạ. Tết chầm tay chèm bằng đồ anh như thế. Bà đã bắt này ở bên tay trái nghe, bên tay phải nghe mà. Hello anh Trần Tuấn nha. Em chào anh Nguyễn Văn Điệp luôn ạ. Chúc tất cả anh em một buổi trưa sim live vui vẻ luôn nhé anh em ơi. Nào lại sớm kinh nữa. Đúng rồi anh Trần Tuấn ơi. Đúng rồi, qua thì có việc anh ạ, nay lại sớm anh ơi. Liên hệ Zalo với anh Đỗ Văn Linh nè. Thứ Zalo cho em mở hình anh ạ. Còn gọi thì cứ inbox Zalo cho em nhé. Em chỉ giao dịch, em lấy cho anh em là em chỉ giao dịch qua một số Zalo duy nhất trên màn hình thôi nhé anh em ơi. Còn lại là tất cả các Facebook khác gọi là giả mạo nhé anh em ơi. Hello Nguyên nhá, chào Nguyên nhá. Dạo này làm gì đó bạn? Dạo này làm gì mà không thấy chơi một bên nữa vậy bạn? Bỏ game chứ bạn? Bắt được nhà đối diện kìa anh em. Đi lấy máy thôi bà. Làm gì mà có tiền mà lấy bằng ơi. Hello Tuấn nha. Ôi chạy ơi, tìm vòng 4 thôi anh em ạ. Tứ 6 anh em. Mấy nay có chơi không Tuấn ơi? Dạo này có chơi không?
Giờ này ít thấy tốn tốn chơi nhỉ. Anh ra tay tay sung cầm tay chim bang đồ. Tí lên 10B nha. Ok Tuấn ạ. Để cố gắng Tuấn ơi. Một người anh em tôi rồi đâu anh à. Từ nơi đây anh mong biết bao nhiêu người và sông gió. Hello Vũ Thạch nha. Kết like còn một B7 thì đẹp à. lại chù ơi. Chù thế này chết sỡ luôn ý. Em chào em chào anh Tài nhá. Ở lại tôi quý nè anh em. Ba ván liên tục anh em ạ. Tứ quý kẹp cai là làng sợ anh em ạ. Em chào anh cả à. Hello anh cả nha anh cả ơi. À, anh em này vô chim gió với em chơi vui anh em ơi. Chả ngoài chim gió buồn kinh ý. À, đó ghê à Tuấn. Rồi, ba ván liên tiếp luôn Tuấn ạ. Không biết được nhà nào không anh em ơi. Có khả năng chắc không được nhà nào quá. Á, à, đường nhà bên tay trái anh em ạ. Vãi chướng anh em nhỉ. Hello 75 anh em xem like nhá. Ai chưa like cho em xin chút like nha anh em ơi. Anh em nào mà bấm thăng á, thăng 75 anh em mà có sao rơi sao rớt thì tặng em nhé anh em ơi. Tí nữa thì hà nữa nè anh em ạ. À. Thùng sảnh đôi 8. Facebook giờ like không thấy thông báo gì hết. Toàn ẩn không à. Dạ đúng là anh cả ạ. À. Tùy bữa nay là tùy cái kênh nó có thông báo, có kênh nó không có anh cả ạ. À. Có đôi quy à anh Quân Hòn. Em không để ý anh Quân Hòn ạ. À. Hello anh Quân Hòn luôn nha. Trời ơi bên thế này mà không để ý chết sở rồi. Dạ đúng rồi anh cả ơi. Hồi trước là có thông báo anh ạ. À. Trừ nó mất thông báo rồi anh ơi. Biệp kinh đó trời. Anh em mà có sao rơi thì bấm thăng 75 mà tặng sao cho em nha. Chấm thang chứ, chấm thang 75 anh em ạ, nhầm thang anh em ạ, chấm thang 75 nha. 2, 3, 4, 5, thùng 3 đôi anh em ạ. Tấm cơ à anh? Dạ, cho em nhìn nhầm anh Quân Hoàng ạ. Lôi Phan Chí Linh nha. Anh trốn trên trời trời cùng gớt trên rượu cây gian hồ bao gió sương không đôi thay nghĩa tình. Nhà bên tay trái gần hết tiền luôn à. Béo kia đâu ông. Hello Trần Gon nhá. Béo nào anh ơi. Hằng My còn xem like không em. Hồi nãy hình như có chị Hằng My đó anh báo một bên ơi.
Nãy em mới thấy chị Hằng My đấy, em báo một bên ạ. À, mà bữa nay chỉ dùng nick nào ạ? À, khác thì sao ý? Sẩm ba đôi anh em ạ. Cam đâu, cam mất rồi nha, cam nó bị lỗi rồi nha, chắc vài hôm nữa em được được cái cam anh ạ. Ra tìm phòng 4 nha anh em. Khó nha, thùng thì cũng giống cái kiểu kia thôi em, bình thùng đi còn cái màu ác anh em ạ. Tìm kẻ lọt tên biến được hoàng trước lớp một ván sập là một beta một ván bên trước khi một số bài à. Là sao Tốn, cái nick đó là của anh Hoàng hay sao ấy, sao vậy Tốn? Thùng mình ăn được hai nhà anh em ạ. Bato nick đó hình như có ông anh trên lên trên đây sao ấy. Bát chân bạc tiền đời đôi thế đôi tan tan hồ bao gió xưa không đôi tay. Nhóc con có còn bô lá. Thôi đi Tuấn, thôi bỏ Tuấn ơi. Bỏ đi. Chắc anh ấy có việc bận đấy Tuấn ạ. À, hello Linh nha, chào Linh nha. Ui sập 3 chi luôn kìa. Không có.
có thông báo đó ta, đúng rồi, nó ra không ai nói, nhưng trước khi nó còn chửi à, phải chửi thế. Úi rồi ơi, mỏ bình ba cái sảnh anh em ơi, thơm bơ. Nhiều anh em không có thông báo lắm, đúng rồi Tuấn ơi, có nhiều anh em không có thông báo ấy Tuấn ạ, như làm bố linh cũng không có thông báo này. Gió trên rìu cây dặn hồ bao gió sương không đôi thay nghĩa tình. Anh em nào có sao rơi siêu rớt thì tặng em nhé anh em ơi, hai cái thùng đôi số anh em ạ. Anh em ơi cho con một vé đi thôi. Lô 82 anh em đang xem live nha. Chúc anh em một buổi trưa xem live vui vẻ nha anh em ơi. Ai chưa like cho em xin nút like nha. Anh em mà có sao rơi thì bấm sao chấm than 75 nha anh em ơi. Gây đi có Tuấn, Tuấn nói hồi nãy Tuấn Anh đấy, Tuấn 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 nói đây. Tuấn về đấy anh em nói chuyện đi chứ em cũng không biết lý do tại sao mà anh em chửi nhau đấy. Hello 100 anh em đang xem live nhá. Chúc anh em một buổi trưa xem live vui vẻ nha. Có góc khúc gì thì nói ra đi, đừng chửi nhau nhá. Xem 7 lần 49 like mà không có sao vậy à anh Lâm Bảo Linh, chắc có người không bằng anh ạ. Đừng nói nhầm luôn, em như sang tay sau gặp tìm thấy cho băng đồ. Hello anh Hoàng Thanh Trường nhé anh trai ơi. Em chào anh Hoàng Thanh Trường ạ. À.
Không có server luôn à Nguyễn Kha? Có người có người không anh ạ? Hôm qua như có vài anh em được server ý. Tuấn Tuấn thôi à. Thôi anh em đừng có cãi nhau làm gì cả, có gì anh em nói chuyện nè cho giải quyết bình thường thôi, anh em đừng có cãi nhau chi anh em ơi. Chơi là game là để giải trí mà anh em, cãi nhau làm chi ba cái chuyện này anh em ạ. Mất lòng nhau được cái gì đâu anh em, anh em chơi game giải trí mà anh em. Thôi anh em chơi giải trí Tuấn ạ. Hello cu lực nhá, hay quá anh à. Hay sao mà hay em ơi. Tìm trong chơi mà khó quá anh em ạ. Thôi anh em giải quyết cho ổn thỏa đi anh em ạ. Thôi anh Hoàng, thôi Tuấn, đừng Tuấn, đừng anh Hoàng ơi. Anh em giải quyết cho em đi anh em ạ, đừng có cãi nhau chi cả. Mắc vui anh em ạ. Hello anh em mới vào sau nhá, chúc anh em một buổi trưa sim live vui vẻ nha anh em ơi. Ui 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 tứ ác anh em ạ. Ui tí nữa thì thùng có sẵn chi he nè anh em. Giời tứ ác anh em ơi, lâu lắm mà được cái tứ ác này. Hello Hùng Huy nhá, hello 106 anh em đang xem live nhá. Chúc anh em một buổi trưa xem live vui vẻ nha anh em ơi. Thôi không có biến gì đâu Hùng Huy ơi, anh em bình tĩnh hả? Anh Lâm mở lên vô giải quyết cho em cái. Thì để anh em submit. Em cảm ơn anh báo một pin nha. Lâu lắm mà được cái thứ ác anh báo một pin ạ. Khá là lâu thì riêng nó cho cái thứ ác anh cả ơi. Một người đã từng yêu. Tí thì thùng phá sảnh 4Q10 4Q đúng rồi, tí thì có được thêm cái thùng phá sảnh nữa anh Hí Vinamil ơi. Thôi anh em cãi nhau chi mà cãi nhau kinh ra, anh em bớt cãi nhau lại đi anh em ơi, anh em chơi game vui vẻ mà. Trời ơi chỗ này đâu phải chỗ cãi nhau đâu, được anh em ơi, cãi nhau làm chi đâu, mắc lòng hết nhưng mà hồi giải đi anh em ơi, đừng anh em ơi. Hello anh Hậu Lê nhá. Dạ chắc do anh em bị xích mít anh Hậu Lê ạ, chứ không phải là anh em xích mít đấy, em đang giảng hòa anh em đây. Em chào chị Quỳnh Kim nhá, hello chị Quỳnh Kim ạ. Thôi anh Tuấn, thôi Tuấn với anh Hoàng, thôi anh em ơi đừng cãi nhau đấy anh em ạ. Trời ơi anh em cãi nhau kinh thế nhờ. Thôi anh em bớt cãi nhau đi anh em ơi, chỗ anh em vui vẻ mà anh quái trưởng thật. Em dẫn hòa anh em ơi. Có lẽ anh sẽ nắm lấy đôi tay em bước qua bên thế giới. Đúng rồi, chỗ anh em chỗ anh em xem live vui vẻ bên Hậu Lê. Chuyện nhau là gì anh nhờ? Dễ hòa thôi chứ chỉ nhau chi mấy chuyện lạc vẹt đó anh em. Có chị có chút chuyện thôi mà anh em cãi nhau mắc lòng anh em ạ. Thì game mà cây cứu anh được cái về gì không, chín riwi à. Tí nữa được cái thùng qua sở anh em ạ, thùng sẵn đôi he anh em ơi.
like vui vẻ, like xem like vui vẻ nhé. Muốn gì số điện thoại giao lưu anh cả. Anh cả nó chuẩn thế nhờ. Thích chuyện em nói chuyện gọi điện thoại nói chuyện hai anh em tâm sự với nhau. Thôi bỏ qua đi Tuấn ạ. À, thôi anh em chắc có chắc anh ấy bận hay sao với Tuấn ạ. À, thôi có gì anh em anh hay anh em bỏ qua với nhau đi chứ có chút chuyện mà anh em kể nhau mắc lòng nhau anh em ạ. À, thật sự anh em kể nhau chi mắc lòng qua lại anh em ơi. Hello Trực nha em ơi, chào Trực nha. Mấy nay thấy Trực à, ít chơi bộ binh nhờ. Hello mấy anh em vào sau nhá. Anh em mà có sao rơi thì bấm chấm thang 75 tặng em nhé anh em ơi. Ai chưa like cho em xin một nút like luôn nhé anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. À, ra tay tay súng cầm tay chim băng đồ. Bốn phá anh em ạ. À, hello anh Tấn Triều nhá. Ở đâu mà nói tiếng chắc vậy anh? Ở Quảng Ngãi anh ạ. Em ở Quảng Ngãi nha anh Tấn Triều ơi. Chúc hết lời bán thiếu anh 5B. Dạ anh cả. Ok anh ạ. À, anh em thì không anh em nói mà anh ơi. Thôi anh em ơi đừng cãi nhau nữa anh em ơi, hòa giải đi anh em ơi, anh em hòa giải đi nào, bớt cãi nhau lại đi anh em ơi. Chi cuối nè, chi cuối chạy được hết không? Chi cuối chạy được hết anh em ạ. Ai vô giải quyết giùm tôi hai anh em này đi, hai anh em cãi nhau quá anh em ạ. Lúc này khổ anh cả. Dạ anh cả ạ. Thời buổi này thì ai cũng phải khổ anh ạ. Thời buổi này là phải khó khăn cố gắng vượt qua thanh cả ơi. Bắn thêm một B à, 5B 5M. Thế là anh em có chắc mình lâu đấy là bô lên ơi. Sảnh chết chết anh em ạ. À, đầu cùng quê quán ấy thì là phải cô. Em ở thành phố anh Tấn Triều ơi. Trung tâm thành phố nha anh Tấn Triều ạ. À, giá 10B là bao nhiêu Việt Nam đồng anh em nhỉ? Anh Hoàng Lê ơi, anh liên hệ vào Zalo trên màn hình cho em nhé anh Hoàng Lê ơi. Inbox Zalo trên màn hình cho em nhé anh Hoàng Lê ơi. Số Zalo được hiển thị trên màn hình đó nè. Hello anh Trần Viết Hưởng nha. Thùng bát thùng thủ anh em ạ. Cắt cường nghỉ like hả? Ân hả? Dạ như đúng rồi anh ạ. Hình như vậy đó anh ạ, hình như anh Cắt Cường anh nghỉ like một binh rồi hay sao anh? Xong còn chơi chim băng đồ anh nhà bên tay trái một binh nữa anh em ạ.
không chạy được anh em à. Lâu lắm rồi anh cũng ít xem live nghe mà anh. À dạ. Với lại dạo này mấy anh em cũ thì mấy anh em toàn chơi game mới thôi ạ. Chứ một bên anh em bị trừ cũng anh em, ít anh em chơi nè. Mình anh em cũ giờ thích đi tìm con đường riêng à. Tìm những con game mới lạ nè. Lâu thiên lý có ai mang nàng. Nick hai máy B ra rồi em à. À, Nick hai máy B ra đảo lâu rồi mà anh Hoàng. Nick đó ra đảo lâu rồi anh ạ. Đúng rồi như bơm 68 mày. Dạ vâng. Bữa nay như có cái con game nào mới ra hay sao anh? Con game điểm quen cái tên rồi. Mà con game ấy nghe nói là ăn thua nặng lắm anh em ạ. À. Đổi 1-1 ý. Thật sự anh em chơi mấy game đó có ngày cũng bán nhà đó anh em ạ. Thua nặng lắm anh em ơi. Ăn thì cũng ăn to mà thua thì cũng thua to đấy. Bíp xấu đâu à? Bíp xấu nick đó là nick Facebook của em đó anh ơi. Nick đó em bỏ nè. Anh như nhà đối diện là anh Lú này anh em. Cho anh xin đi. Nick Facebook mà anh cả. Nick Facebook của em ấy. Hình như em có một một cái nick à. Em cũng có một cái nick. Em có một cái nick riêng mà. Nick riêng mà hết hạn anh ạ. À. Lố đó anh. À, lố anh. Gặp ông Lú đúng anh Hoàng ơi. Cù sắn anh em ạ. Đang đá mà. Bèo. Một, hai, ba, bốn, năm. Thùng ba tô anh em ạ. Hello anh Long Hoàng Tử nha. Nhà đối diện Long Lú à? Dạ đúng rồi anh ạ. À. Nhà đối diện là anh Lú đó anh ơi. Hello anh em vào sau nhá, anh em mà chưa like chăm xin một like nha anh em ơi. Anh em mà bấm anh em mà có sao rơi sao rớt thì bấm chấm thằng 75 tặng em sao rơi sao rớt nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. À.
xanh đau. Hello anh Duy Nghĩa nha. Alo anh em. Mình hay xem con đó anh. Dạ. Xem đỡ gió qua thôi anh em ạ. Anh ạ. Có gì qua xem ủng hộ em đỡ gió cho em. Ôi, nhà anh đây tay phải bên lũng rồi. Năm đôi anh em ạ. Năm đôi anh em ơi. Em ơi em ơi em thật. Còn cái gì đó, còn cái gì đó. Đồ biết bố từ gác gọi anh vào luôn. Hello anh Vũ nha. Dạ kênh anh bị ý như bị mất thông báo đó anh Vũ ạ. À. Anh Vũ nghe nói anh Vũ bắn ạc anh Vũ. Anh Vũ bắn mấy cái jeep rồi anh nghỉ game mà dễ nghe anh Vũ. Hello 114 anh em xem like nhá. Ai chưa like cho anh xin một nút like nha anh em ơi. Ui trời ơi bài thế này mà nó không được cái thuộc và 12 cái đồng màu anh em ạ. Quá chướng nhờ. Huynh đệ tương tàn luôn. Đúng mà Lâm mới lên ạ. À. Chém giết lẫn nhau anh ạ. À. Hai anh em lại chém giết lẫn nhau thôi anh Lâm mới lên à. Rồi rồi rồi, nhà bên tay phải. Bẻ cổ nhà bên tay phải anh em ơi. Bẻ cổ anh em ạ. À. Ăn 520 củ anh em ạ. Ui mẹ. Mẹ mới kinh ngoài. Hai cái sảnh. Đi coi hai cái sảnh đôi 4 anh em ơi. Ừ, anh bán ọt. Anh nghỉ thời gian em ạ, dễ nghề nghe buồn quá em. Thế thì nghỉ một thời gian ta nào, đại 100 mà ra cho lẹ anh Vũ ơi. Đã lúc nào có bằng 100 mà ra lẹ thì à, lẹ quay lại chiến đấu anh ạ. Má anh đã thương em từ trong một chiều mưa bay. Mà những yêu thương người anh câu ca với em. Úi, bà đang còn sập nhập bên tay trái kìa anh em. Đôi năm là gặp đôi, đôi 4 gặp đôi 5 anh em ạ. À. Vãi trưởng nha. Thùng thì được cái gì đây? 1, 2, 3, 4. Thùng đôi đôi anh em ạ. À. Dạo này ăn hay thua rồi em. Ui vừa rồi anh biết không Vũ? Vừa rồi là em được à, 2 ngày em được 2 con rồng anh Vũ ạ. À. Cái nick này cũng mới được rồng là ngày hôm kia nè anh. Đêm hôm kia em được nick rồng là được cái nick này anh. Còn cái nick mà em lên 26B anh ạ. À, là em được cái nick rồng đó là xong á. Từ 26B xuống còn 0B luôn anh ạ. À. Vãi trưởng anh ạ. À. Đúng là duyên nó cho đầy lên rồi nó cho đầy xuống anh em ạ. À.
thùng to thế nhờ, không thấy sao ra gì cả. Thế thì chắc đen rồi. Chứ tùy người có sao mà à, anh Kha ơi, có người có người không anh Kha. Sẵn ba tô anh em ơi. Anh chưa đã mang hết gặp trong trên băng đồ. Em cũng đỏ lắm mà, cáo ép buộc chết. Dạ đúng rồi anh ạ. Không có gì mà thể cáo có thể làm không được anh ạ. Không có gì mà cáo không thể làm được anh ơi. Cáo có thể làm tất cả mọi thứ anh ạ. Năm đâu anh em ơi. Hello Thi nha anh trai. Chào Thi nha anh trai. Bãi cổ nhà đối diện anh em ạ. Hello anh Nguyễn Duy nhá. À dạ đúng rồi anh ơi. Có cây nó có cây không có anh Nguyễn Duy à. Đúng rồi anh Nguyễn Duy ạ, à? Có kênh nó có kênh nó không có anh ạ. Vài năm đôi anh em ạ. Ba em ngủ chút 3 giờ đi bán. Bán gì đó anh cả? Mùa này có vẫn còn cua anh cả ơi. Mùa này cua vẫn còn anh cả. Hello anh Trung Sơn nhé anh Trung Sơn ơi. Chúc anh Trung Sơn một buổi trưa xem live vui vẻ nhé anh Trung Sơn ơi. Cá biển anh cả. À thế anh, em tưởng mùa này còn cua chứ anh ạ. À. Em tưởng cái mùa này mà cũng vẫn còn cua chứ anh. Ơi con hai đâu nhờ, nhìn cái tưởng có con hai anh em ạ. À. Hóa ra lại không có hai, mắc hai như chồng thiếu chuối. 3 4 5 6 7 sảnh thủ anh em ạ. À. Cái này là cái đường sảnh thủ anh em ơi. Liệu có sự lựa chọn là cái sự lựa chọn đúng đáng không anh em ơi. Sảnh thủ ok anh cả ơi, ok anh cả, anh ngủ ngon nha. Một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn anh em ạ. Quan chim quan thái cho ring thong. Ring thái to ring thong. Ron thái to ring thong ring thong. Anh em mà chưa like cho em xin một nút like nhé anh em ơi. Ôi nhà đối diện chạy luôn rồi. Mắc vui thế nhờ. Đang chơi vui là đi chạy. Phải trưởng thật. Hoan chị Hằng. Đang chơi vui thì đi chạy. Hết vui luôn anh em ạ. Nhà đối diện như quen quen anh em. Thương nhau tới bến à. Thương nhau để sống. Gì đó các fan. Hello anh Nguyễn Tâm Định nha. Chào anh Nguyễn Tâm Định ạ. À. Chúc Nguyễn Tâm Định một buổi trên live vui vẻ nhé anh ơi. Có những buổi rồi ta đèn tặng nhau. Bài à, ăn quyết lâu quá gặp ăn quyết. Ủa, mạnh thế kìa.
phòng sảnh. Hello, mình đang phang nhá. Bà đã bắt được nhà bên tay phải anh em ạ. Thương nhau từ bến chứ không thương nhau tới già. Mẹ già còn vui hai đứa mình thấy đánh tung. Anh em mà cần gôn chơi thì inbox Zalo trên màn hình cho em nhé anh em ơi. Anh đi giao dịch qua một số Zalo duy nhất thôi nhé anh em ơi. 0932 583 577 anh em nhé. Chỉ một số Zalo duy nhất, còn lại tất cả các số khác gọi là giả mạo nha anh em ơi. Và lưu ý em không inbox trước cho anh em nhá. Anh em mà thấy tin nhắn béo gà mình gửi thì anh em chặn ngay vào luôn nha anh em ơi, để lòng vòng là bị ăn lừa đấy anh em ạ. Một người đứng từ xa chờ em về. Hello Thanh Kỳ nhá. Chào Thanh Kỳ nhá. Qua nay sao rồi Thanh Kỳ ơi? Qua nay ổn định không Thanh Kỳ? Tôi quý qua tô anh em ạ. Hôm qua nghe nói là ra đảo mà nay vô bờ lại chưa đấy. Vừa gần tới à. Thế thì chúc mừng nha. Ui, bà đã bắt được hai nhà anh em ạ. Thế thì chúc mừng Thanh Kỳ nha. Cố gắng vô bờ nha Thanh Kỳ ơi. Đường bờ đang rất là gần đó Thanh Kỳ ạ. Ui, nhà kia chạy luôn rồi. Mất vui thế nha. Cha các má chờ tí rồi. Các cha các má chạy. Chóp đến như vậy duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây. Có nha anh Đức Anh ơi, anh Đức Anh liên hệ với Zalo trên màn hình cho em nha anh Đức Anh ơi. Số Zalo đây anh ạ. Một và lưu ý cho anh em nhé, em sẽ giao dịch qua một số Zalo duy nhất trên màn hình thôi nhé anh em ơi, còn lại tất cả các số khác là giả mạo em nhé. Anh Phi Trần à, liên hệ với Zalo trên màn hình cho em nhé anh Phi Trần ơi. Anh em cần thì cái inbox qua Zalo trên màn hình cho em ạ. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Ok anh Đức Anh nhé. Có những nỗi buồn chẳng gọi tên nhau, mà nắng như đôi tay thầm thì chẳng quay lại một người. Mà tôi phòng nó chơi tí là anh em ạ. Kiến cái phòng là chơi lâu lâu anh em ạ. Chứ chơi cái phòng mà chơi tí ra ao thì thôi chứ. Mất vui anh em nhờ.
chơi kiếm cái room nào mà chơi lâu lâu tí anh em ạ. Đây cái room này mong là chơi lâu lâu tí, còn lại chơi chậm ít ít thì thôi bỏ luôn đi. Đừng nha, đừng báo sập làng cha. Ôi đôi xì thì chịu rồi. 600m ra đi anh em ạ. Và nếu đôi ta dần quên. Bé cũ nhà đối diện anh em ạ. Tùng xám anh em ơi. Hello anh em mới vào sau nhá. Ai chưa like cho anh xin một nút like nhé anh em ơi. Anh em nào mà có sao rơi thì bấm chấm thằng 75 tặng em nhé anh em ơi. Vì biết yêu nhau sẽ không ngờ rằng bên nhau em chưa bắt đầu. Cứ yêu nhau mà để đắng cay anh đâu. Dù anh yêu lấy cơn mơ. Mà anh em đã sống với nhau bằng tên cù sánh đôi chín. Úi xồi ôi, mắc ngay cái sảnh giữa anh em ạ. Tí nữa thì sập làng kìa anh em. Tiếc vô cùng tiếc anh em ạ. Sẵn ba tô đường nhà đối diện anh em ạ.
tăng tăng hình. Bài hết đường luôn anh em ạ. Ba đôi thôi. Ba đôi quét quèo quèo luôn em ạ. Hello anh Tiến nha, mới like thôi anh Tiến ơi. Mới like được một tiếng rồi đó anh Tiến ạ. Dạ chưa có siêu phẩm anh ơi. Chưa, từ nãy chưa được cái siêu phẩm đâu anh ạ. Chỉ được like vài cái màu binh với cái hàng thôi anh ơi. Nó nhà kia nó liếm cái tứ, nãy cái liếm cái tứ sập làng xong giờ nó chạy luôn. Chơi bẩn kinh đó trời. Những người đó thì chơi bẩn quá anh em ạ. Đắng cay thế nào mà chẳng biết, chẳng biết lý do để yêu ai, mà chẳng nào ngờ như bước trên con đường xưa vắng. Những tháng năm là hello anh Hoàng nhé anh Hoàng ơi. Dạ cơm nước rồi anh ạ. Cơm nước xong em mới lên like ạ. Cơm nước xong rồi, ngày nào em cũng phải cơm nước xong em mới lên like để có sức để nói chuyện với anh em chứ. Chứ không cơm nước xong mà lên like thì mà có mà chết anh Hoàng ạ. Chạy hết dạ đúng rồi anh Tiến ạ. Tiến cái phòng chơi khó quá nè. Ôi Tâm này, Tâm alo Tâm này. Hello Tâm nha. Nha. Hello Đáng Lê cho em chạy. Hello được cảm ơn mày. Lại gặp chửi rồi. Bài được cái vẻ gì không ta? Bốn đôi anh em ạ. Có nhưng dạ đúng rồi anh Tiến ơi, like cho em mới tính anh ạ. Hello mấy anh em mới vào sau nhá, ai chưa like cho em xin một nút like nhé anh em ơi. Xa chờ em về, một người đứng nước mắt tìm em, lạnh bờ tóc bờ vôi em thô rồi, tan đi ta lên trời xa nhau. Hello chị Hoài Phương nhá, chị một chị buổi trưa xem live vẻ nhé chị ơi. Thôi ao dùm cái đi. Thấy kiểu như mới like bài đen thì phải à, đầu tư cái cam cho mắt bro em trai à. Dạ anh Hoàng lên cam thì chắc là anh em chạy hết luôn anh ơi. Lên cam thì chắc em không nói được luôn anh ạ. À, anh Hoàng ạ. À, thật sự nếu mà em like chắc em có cam thì chắc em không nói được luôn anh Hoàng ơi. Bốn đôi không bị sập nhà nào nhỉ. Dạ đúng rồi anh ơi, may mắn anh ạ. À, cái bài đó may mắn anh ơi, mà cái bài này đây, cái bài này không biết có may mắn không anh ạ. À, chạy được nhà đối diện rồi anh em.
chạy nốt nhà bên tay trái em ạ, nốt bên tay phải luôn đi. Còn gì mà không nốt, còn gì mà không nốt anh em ạ. Ui 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 siêu phẩm không anh em, siêu phẩm không anh em ơi. Liệu sẽ có cái sập làng trong ngày đầu tiên không anh em? Liệu sẽ có một cái sập làng trong ngày đầu tiên không anh em ạ? Sập làng không anh em? Ui ui rồi ui trời ơi là rồi. Tay thế nhờ, gặp ngay nhà cụ già anh em ạ. Hello anh Ngô Hải An nhá, không sập làng được anh em ạ, tiếc kinh là tiếc luôn ý, đập ngay cái cụ già anh em ạ. Trước anh chơi với chú sau là đảo luôn anh Bùi Quyền. Hồi trước hình như có chơi với anh Bùi Quyền, là anh Bùi Quyền đúng không anh Bùi Quyền? Đợt chơi với anh hình như mới là cách mấy ngày chứ mấy. Mang cái bài tiếc quá anh em ạ. Tiếc vô cùng tiếc anh em ơi. Gặp ngay cù già nó mới quê chứ lị. Cù nó không gặp, gặp trúng cù già. Đau thương. Cày thật ý. Sau ra đảo luôn anh Bùi Quyền. Thế trừ bây giờ vô bờ cho anh Bùi Quyền ơi. Trừ vô bờ lại chưa anh? Không muốn để đăng lắm mày. Còn thở là còn gỡ anh ạ. Còn thở là còn gỡ anh ơi. Úi giời mày quá, chạy được hết anh em ạ. Ngồi nơi đây. Úi xời ui, cái bài này mà em nói thật em bị cái sảnh này chắc cả làng nó ném bom vào mồm em mấy em ạ. Rồi hồi nãy thằng này nó hại, nó cứu làng, bây giờ em cứu làng lại anh em ạ. Chắc chỉnh trên băng đồ cù dứt dắt anh em ơi. Một bê như tiền shop. Hello anh Doãn Anh nha, liên hệ với Zalo cho em nhé anh Doãn Anh ơi. Anh trai liên hệ Zalo cho em màn hình cho em nha. Thùng hai đôi. Khó nhờ, cái bài nó khó nhờ.
không dách dách. Ui. Sảnh đi anh em ạ. Em nghĩ bên sảnh là cái sự lựa chọn hợp lý anh em ạ. Sảnh thủ đi anh em. Ngọt ngào đêm mây cũng phai tàn thôi. Anh em ta ngôn xí năm tháng ngọt ngào mình kề vai nhau. Lòng mạnh đôi tay em làm. Nắng mưa đôi khi cô đơn sớm tối dưới nắng man chiều ngày mình. Thùng to mà giá cái thùng thì ôi cái thùng thì bác bị ơi bài bên thùng chạy được hết anh em ạ. À, cái thùng to nhưng mà em bên cái sảnh là để cái thủ nó to anh Hoàng ạ. À, giờ em để tính cái để cái thủ nó to. Hello anh Thương Long Đế Kiếm nha, em chào anh trai ạ. À, chúc anh trai một buổi trưa xem live vui vẻ nha người. Bảy đâu? Rồi biết rồi. Hello anh em mới vào sau nhá, ai chưa like cho em xin nút like nhé anh em ơi. Đánh cù sảnh luôn ạ. À. Ừ, binh khoa học để xem. Để xem cái đường binh khoa học của em có chuẩn chỉ không anh ạ. Thôi binh thế này là chuẩn chỉ này, nếu mà sập nhà đối diện thì chuẩn chỉ luôn. Không sập anh em ạ. À. Anh em biết sao em bên đường nào để do em không có xì, em bên đường nào để xem được. Bác đường là nhà nào thì đã tiền xì anh em ạ. À. Anh em nhờ. Cù thỉnh thì chấp nhận thua. À. Dạ đúng rồi anh ơi. Nếu cụ sảnh thì chấp nhận thua anh ạ. À. Dạ hello anh chị Lương Mai nhá. Game này là chơi nếu ăn lên thì em có thể thu lại nha chị ơi. Em có thể thu lại cho chị nhá. Lưu anh hay chị đây. Anh hay chị đấy. Game này là nếu mà đổi tiền mặt, đổi tiền trên game thì không được nha chị. Nhưng mà kiểu như là mua bán qua thôi chị ạ. À. Hai cụ không bên à. Ôi hai cù đâu anh, đâu được hai cù đâu anh ơi, được một cù cù sảnh với mấy anh ơi. Hello anh Hưng anh Kiệt nhé anh trai ơi, chúc anh trai một buổi trưa xem live vui vẻ nha. Chị đồng vô cả làng cả đi. Ui, anh là Thương Long Đế Kiếm là anh Khắc Lộc à. Thế mà em không biết anh Hoàng à, em tưởng anh nào. Thế mà em không biết chứ lị. Dạ, anh Doãn anh ơi, liên hệ vào Zalo cho em màn hình cho em nha. Em sẽ đưa cho anh cách thức giao dịch nha anh ơi. Anh cứ inbox qua Zalo cho em mà em gửi cho anh cách thức giao dịch luôn nha. Khó nhờ. Ok anh Doãn Anh ạ. À. Cây cố chửi thế nha. Ngu hết đường.
một người đàn ông mà đến thương yêu. Hello anh Võ Long Dương nhé anh trai ơi. Anh em này chửi kinh quá anh em ạ. Anh em mình phải chửi giả mờ quá. Úi giời, đôi bảy kẹp đầm anh em ạ. Tót mồm cho xồm luôn. Tót mồm anh em ạ. Anh đã từng cố gắng vùng đắp cho tình yêu của mình. Hello anh Văn Tuấn nha. Sao người ta một bên mà chỉ có mình thua không vậy anh? Tại sao không phải chia đều? Là sao thế anh Văn Tuấn? Anh em có thể giải thích cái câu Văn Tuấn không nhỉ? Để em xem, em đọc lại câu của anh Văn Tuấn xem. Sao người ta không phải màu binh mà chỉ có mình thua không vậy anh? Tại sao không chia đều? Tại vì Vinh nó chia bài cho không hiểu cái câu của anh Văn Tuấn quá nhờ. Thật sự em không hiểu được cái câu của anh Văn Tuấn nói. Anh Văn Tuấn có thể giải thích rõ ràng không anh ơi? Chỉ có những thằng thua mới chửi thôi. Dạ đúng rồi anh Phát Lộc ạ. Thầy thịt chó kìa. Thầy thịt chó này anh em. Cái thằng này chó này chửi kinh quá đi mà. Để mình tiễn nó đi luôn anh em ạ. Mình tiễn nó đi một vòng vào đất luôn anh em ạ. Một khi mình đã tiễn người thì chứ có vĩnh biệt anh em ạ. Thôi bên chát kèo đi anh em ơi. Sydney này cây cú anh em ạ. Sydney cây cú chửi liên tục anh em ạ. Chị không chơi bè chửi được không? Dạ được nha chị ơi anh em ơi. Anh em này chửi em bắt cười quá chị ạ. Chửi liên tục luôn. Bắt cười kinh ý. Anh em có phải cây cú anh em ạ. Chắc là thua nhiều là cây cú anh em ạ. Em chào mấy anh em mới vào sâu nhá. Ai chưa like cho em xin một lúc like nhé anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Ai có sâu rơi thì bấm chấm thăng 75 tặng em nhé anh em ơi. Thùng. Thùng một đôi. Cùng một đôi anh em ạ. Mà anh là cố gắng. Thùng đó là sự lựa chọn chốt của mình anh em ạ. Ai mà chửi em là thằng đó bị điên đó à? Dạ. Hết đường luôn chị ạ. Chạy được nhà, chạy được hết rồi anh em ơi. Kỳ nữa hết được chửi à. Cho vắng nữa để mình tiễn khách, tiễn khách được không anh em nhỉ? Tiễn khách anh em ạ. Xong vắng la luôn cho nó bật. Như nó bị tinh thần mới la đấy em hiểu. Nó chửi mà em thấy nó chửi rồi chị. Đùa quá kinh với trời. Trời ơi luôn.
nó được cái hào nó vô bờ luôn anh em ạ. Tuổi lên hết đường luôn anh em ạ. Thanh niên này nó cười quá anh em ạ. Vãi cái thanh niên. Này thì xong bán ra. Anh em ơi siêu phẩm anh em à. Một bê máy đây. Thơm quá, sao mát anh em ạ. Liệu rằng có siêu phẩm không anh em? Lần này nó ra thật chứ không ra em quỳ nó đi đầu cũng đất luôn anh em. Sao mát anh em ạ. Chốt anh em ơi. Vải trưởng. Má nó hết đường luôn anh em ơi. Hết đường. Đấy rồi, sập nhà Tâm mà anh em ạ. À. Cây thế nhờ. Cây lắm anh em ạ. À. Ta cây quá đi trời ơi. Trời ơi là siêu phẩm 5B4 của tôi. Này thì gáy. Em rất tốn nha, anh rất tiếc. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc. Tiếc kinh anh em ạ. Em rất tiếc đó anh em ạ. Quá ớt nào mà chả cây anh em. Ớt nào mà chả cây anh em ạ. Thôi cắn ớt cây nhất thế giới. Cây lắm ấy. Cây nghĩ lại mà tức anh em ạ. Ôi máu luôn anh em ơi. Lâu rồi không thấy anh Long về em. Anh Long rồi chị. À anh Long kia à. Anh ấy nghỉ game lâu rồi mà chị. Cay quá anh em ạ. À. Thật sự rất là cay cho cái bài mà dân tới tận mồm mà lại không đớp được anh em ạ. À. Vừa cười vừa khóc đấy à Dũng anh ơi. Nghĩ mình tức anh em ạ. À. Vẫn còn tức anh em ơi. À. Không cay đó anh em ạ. À. Bỏ qua anh em ạ. À. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua anh em ơi. À. Thôi. Tĩnh tâm anh em ạ. À. Tĩnh tâm thôi. Chuyện gì qua rồi thì cái cho nó qua thôi anh em ạ. À. Chơi với dù làm gì. Chơi với dù là bông thể thao mạo hiểm đấy. Dạ đúng rồi anh em ạ. Lại dù nữa này. Một nụ cười tan vỡ tựa như là giấc chiêm bao. Một vấn thơ khi xa anh lại nhớ. Tâm phải tỉnh anh em ạ. May còn sập được nhà có tiền chứ sập thằng kia còn cây nữa. Dạ đúng rồi anh ơi, sập nhà thằng kia chắc em biết nói gì hơn luôn ý. Hơn là sập được cái nhà thằng đó, thằng đối diện á. À, sập được hay là sập được nhà của Tâm lát chứ không thì bởi mồm chứ sồn luôn. Không thì cây bài đó chắc âm tiền anh em nha. Anh đó đem lòng đơn phương theo anh đó.
Tiễn nhà đối diện ra đỏ luôn em à. Ngồi phòng mà chờ người vô chơi luôn. Thôi thôi không không không. Không khóc nữa em ạ. À. Hết khóc nổi rồi. Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi em. Làm lại thôi em ạ. À. Có không cũng không sụp. Có không cũng không sụp lần được thằng. Phải có cái thùng giữa. Thôi. Chuyện gì qua rồi thì cho qua thôi. Dọn anh đi. Chuyện gì qua thì bỏ qua thôi. Cho qua đi. Coi như là làm lại từ đầu. Thầy Lập dạo này chơi ạc nào mà em không gặp ngày à? Thôi cả nhà ở lại vui vẻ chị không biết. Ok chị nha, chúc chị một buổi chiều vui vẻ luôn nha chị ơi. Chị một buổi chiều vui vẻ nha. Cái thứ ác ngày thứ hai nghe mà, cái thứ ác đây là thứ ác thứ hai trong ngày nha em ạ. Nít đây là chiều nay được hai cái thứ ác rồi anh em. Lúc nãy thì cũng được một cái thứ ác rồi. Trừ thì cũng được một cái nữa anh em ạ. Đấy. Nhưng nó phải cho tư thế chứ lì. Vinh đã không thương thì một khi thương thì phải yêu chứ. Bùm chiu. Rồi bà này có đôi quay trên đầu đấy thì em xin cái lỗ tai lụm tiền. Ok chị nhá, cái gì vậy, cái gì vậy, các cha các má làm mà loạn loạn luôn cái rum ấy. Không dính đi. Còn chín nữa thì ngon à. Hai cái thùng. Thùng thì được cái gì đây? Hai thùng anh em ạ. Tí thì ba cái thùng mà thôi, solo thì thôi quả ba thùng đi. Yến Caron. Xuân Hồng Huynh. Ui, rum mà đẹp anh em nhỉ, toàn nhà giàu thôi. Con chiến nè. Hello anh Ngô Hải An nhá, em chào anh Ngô Hải An nhá. Ui. Cái nhà kia vừa chạy rồi, phòng đẹp. Phòng đẹp mà đi chạy thế nhờ. Anh đã thương em mình như lần đầu. Anh đã chưa từng quen. Thùng thủ. Em bây giờ em quyết định cái hướng binh này luôn anh em ạ. Thùng thủ anh em ạ. Em nhìn vô là em thấy hướng binh là hợp lý anh em. Chốc hướng binh thùng thủ đi cho đài nó đẹp. Đời bánh đẹp sao bình minh và xanh ơi. Thùng mình ăn được hai nhà anh em ạ. Rồi, hợp lý sập luôn nhà bên tay phải. Nhà bên tay trái cứu làng luôn. Hello anh Thắng Hữu nha. Chào anh Thắng Hữu nha anh Thắng Hữu ơi. Chúc anh Thắng Hữu một buổi chiều sim live vui vẻ nha anh ơi. Cù tàng hình anh em ạ, à. Hết đường binh luôn. Đúng cái cù tàng hình luôn anh em ạ. À.
Rồi xong. Hôm nay dâm đông ghê à? Đúng không anh ạ? À? Hôm nay anh em đông vui anh ạ. À? Úi xồi ôi, vỡ mồm với nhau bên tay trái, dùi anh em ơi. Vỡ mồm thật anh em ạ. À. Đôi ba mà còn bị bắt sạch nữa thì à. Hết đường để nói luôn anh em ạ. À. Anh em chơi tí chạy thế nhỉ. Hello anh Thiều Đặng nhá. Nay em đang ở Đà Nẵng anh Thiều Đặng ạ. À. Hello anh Sầu Kiếm nhá. Tiếng nhỏ vậy anh à. Để em chỉnh lại mic anh ạ. À. Ok với anh ơi. Ổn ổn chưa anh ạ? À? Anh coi lại mic ổn chưa anh? Anh em ta chơi chỉ là đôi vai với nhau, nắng cái nhà là điều. Ui vai trưởng anh em ạ, lại bị sập làng kìa. Hết đường luôn ý, nhờ cái chạy luôn rồi. Các cha các má cái chờ một hai ván, các cha các má chạy thế nhờ. Chơi thì chưa kịp thở xong rồi cái... chưa kịp thở rồi đã chạy rồi. Mình còn 2B bán được bao nhiêu vậy mẫu anh? Liên hệ Zalo cho em nhanh Tạ Văn Sang ơi. Anh cần gì thì anh cứ liên hệ Zalo cho em nhé. Zalo cho em màn hình đó nè. Số Zalo cho em màn hình anh Tạ Văn Sang ơi. Chỉ là mãi đây đây. Rồi em hiểu một ai sẽ chẳng là anh. Mình bước qua thật nhanh, bỏ quen từng cơn, quét sau lưng quen tháng năm dẫn trôi. Rồi em hiểu một ai. Có những mối tình rực rỡ, mình kể vai nhau. Chứ chạy hoài vậy trời. Alo, nghe không? Sập truyền miên. Sập liên tục thanh kỳ à. Liên tục tục thôi. Sập liên tục tục. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu. Ui, sập combo nữa anh em ạ. À. Liên tục sập luôn anh em ạ. À. Bên đây gọi là hưng sập chứ không phải là hưng gôn nữa rồi anh em ơi. Hết thành hưng gôn rồi, bên đây gọi là hưng sập. Năm đôi. Thùng thì ra, thùng thì được cái này. Thùng hai đôi, thôi bên năm được. Em bên năm đôi đi anh em ạ. À. Anh em ơi, anh em mà chưa like cho em xin nút like nhé em ơi. Anh chưa like thì bổ cho em xin một nút like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Mà nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã lìa xa, chẳng cần ai đó xa. Phút giây anh chỉ cần phút giây.
chỉ cần đúng hay sai, vẫn như em một ai chẳng cần nghi ngại. Rớt sao nào chả có sao nào để rớt luôn. Dưới chỗ em hôm nay toàn mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái, cứ tỉnh làm giàu thầy. Cái kỳ vũ ba đi con qua là cá lóc. Hôm qua ạc này xém cho anh ta đảo nhỉ à? Cũng có à, anh cắt lọc ơi. Từ nãy anh, từ nãy cũng được thôi anh ạ. Từ nãy cũng được thôi anh Phan Chí Linh ơi. Mà tiếc cái cây bài nãy quá nè. Thôi, không nhắc lại cây bài nữa nha anh em. Nhắc đến cây bài đó là em mà tức ói máu anh em ạ. Nên là em không nhắc lại cái cây bài đó làm gì cả. Hôm qua anh đi nick VIP 10 đúng không anh? Không anh cắt lọc ơi. Qua gặp anh là như anh đi nick VIP 10. Thông sảnh. Ác kỳ vũ ba đưa con ca qua ca lóc. Anh em mà chưa like cho em xin nút like nha anh em ơi. Anh chưa like bổ cho em xin một quả like với anh em ạ. À. Kỳ vũ ba đi con cao qua cá lóc. Ráng làm lại kiếm cho anh em xem cái siêu phẩm nó nổ tung tóe luôn em ạ. Kiếm siêu phẩm tung tóe cho anh em xem cho nó hấp dẫn chứ lị. Anh em mà cần gọi chơi thì inbox Zalo trên màn hình cho em nha. Máy tính con 8. Ok. Ok. 6 7 8 9 10. Ui, cái bài nhìn tiếc ghê anh em ạ. Những cái bài tiếc thế nhờ. Thùng sánh. Nhân viên thì im anh em ạ. Nhân viên mà online thôi đuổi việc anh em ơi. Ui rồi ôi cái bài này ấy. Ui. Nhà bên tay trái bên lạ kỳ lạ cục thế lị. Hình như bài ngay không có gì anh em. Nếu bình nếu như là bình sẵn. Sẵn chết dách bắt nhà bên tay đó luôn anh em ạ. Đỡ tiền ái anh em. Nếu biết biết đường ý. Mà không biết được thì thôi. anh ơi, anh đưa em về dinh 4, 5, 6, 7, 8. Sảnh thủ. Sảnh thủ là sự lựa chọn. Hết đường.
Ác kỳ dụ ba đưa em qua cá lóc. Cá này nướng trôi năng tới nông. Mà người nào đó như chúng ta đã đi xa. Bắt được nhà bên tay trái nghe em ơi. Bài này thì không thua. Ui, anh em lại đâu hết rồi? Anh em lại núp lùm rồi. Mấy anh em lại núp lùm rồi anh em ạ. Chả lên tiếng nữa, chắc em là núp lùm rồi, đợi có siêu phẩm nên em mới lên tiếng thôi. Hồi nãy có cái siêu phẩm sáu mát à, anh em mà núp lùm cái anh em bung bung lên luôn. Toàn anh em núp lùm thôi. Em giờ đang nơi đâu, có nhớ đến em có chốc cô đơn. Tìm lại hình bóng tháng bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa khi xưa này cùng rơi mãi với mãi không ngờ. Còn lòng như kiếm ngắn bên nhau mà ta đã lắm rồi. Thông nhìn em quay gót đi mãi, anh đừng chạy lặng trong mơ. Năm like đó anh em ơi, năm like nó được 100 like rồi anh em ạ. Anh em nào chưa like cho em xin nút like đi anh em ơi. Rồi ơi, tí thì được cái thùng pha sẵn này. Thùng sẵn. Thùng sẵn là có sự chọn hết đường anh em ạ. 4 like đó anh em ơi. Kỳ vũ ba đưa con cá qua cá lóc. Cá này ngưỡng trui ăn ngon nên tới nóc. Em thơ đang khóc, nước mắt em đau thầm tiếng cô đơn mọi người. Bài này lá ba sập nhà bên tay trái nghe mà. Nào đối diện chạy luôn anh em ơi. Làng là đây chứ đâu, làng là đây chứ đâu anh em. Làng là đây chứ đâu anh em. Thử anh em. Cá này nướng trôi ăn ngon lên tới nóc 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 lên thuyền. Rồi để em chỉnh lại cái từ nãy cái màn hình nó hơi bị lỗi, em thông cảm nha, em vừa chỉnh lại anh em ạ. Hằng chi em thấy nó bị méo méo rồi nè. Ra tìm phần 4 thôi. Ngon luôn Thanh Kỳ ạ. À, mấy anh em kia đúp lùm mà đợi siêu phẩm anh em lên tí anh em ạ. Tìm phần 4 thôi anh em ơi. Cá này nướng trui ăn ngon lên tới nóc. Gì đây? Tạ Tùng Kho. Tình ca đơn coi.
Thôi mình đi ăn xôi anh em ạ. Chứ ở lại và gặp quay nữa thì vỡ mồm. Không biết đâu mà lần anh em ạ. Nên thôi được cái gì thì té trước anh em ơi. Vội vàng là làm vỡ mồm anh em ạ. Đây ngồi phòng đây thử anh em. Xem như thế nào anh em ạ. Rồi đau bụng quá anh em ạ. Rồi tìm râm chơi một khoai thế nhỉ. Tôm người yêu. Em không yêu tôm. Đây nghe, ngồi phòng đi em ạ. Ơi, anh Minh Lê này chơi cũng khá lâu rồi này. Em Bình nốt cái bàn đi vệ sinh anh em ạ. Em Bình nốt cái bài ở đây nè. Vừa bị nổ cái gì anh em? Vừa bị nổ cái gì mà thấy anh kia nghe vào lời thế? Anh em đừng làm hoang mang nha. Ui, sao còn 9B mới này? Vừa có siêu phẩm gì anh em? Vừa có siêu phẩm gì vậy anh em? Em không biết luôn anh em ạ. Vừa đi ra nên không biết vừa có siêu phẩm gì anh em ơi. Sập tứ A à? Tứ A sập lần hay là sao? Hay là sập tứ A thôi. Nhờ đi diện chạy luôn rồi. Bẩn tính thế nhờ. Vừa ra ngoài nên không biết lý do bị sao mà sập bao nhiêu ạ. Giờ S thắng. Cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà không biết gì. Sập mình ông thôi đó. À thế à. À em không để ý anh ạ. Thằng chi em ra em thay vô là em thấy được quả sao còn cái 9B. Cá ơi lấy lại chứ lị không lấy lại thì dở anh em ạ. Lấy lại một người được yêu đã nhớ thương nhau quá nhiều chỉ đến bên nhau và đi như một giấc mơ. Hai like đó anh em ơi, hai like nữa thôi. Anh em giúp em hai like nữa cho được 100 like đi anh em ơi. Ai chưa like thì cho em xin một nút like đi em ạ. Hai like nữa cho được 100 like anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Bài này ăn được tiền thục có sẵn anh em ạ. Ăn được 500 mấy nhỉ? 540 quá nhỉ. 520 anh em ạ. Trăm lấy một like anh em ơi, cảm ơn em rất là nhiều ạ.
bốn bánh anh em ơi. Từ nãy cái đường binh của em là binh bốn bánh là hợp lý anh em ạ. À. Nên cái bài này em tắt tay cái bốn bánh đi. Có đôi buồn thênh thang, dòng thiên lý có ai mang chàng. Đây là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu có đường nào thì mình cũng bị sập nhà đối diện anh em ạ. Đường mô cũng bị sập thôi. À, đau bụng quá anh em ạ. Trời ơi đau bụng kinh ấy. Ăn cái chi mà đau bụng kinh chứ bay. Tàu tháo rượt mà không ra được anh em ạ. Đang cố gắng like cho anh em xong đi xả đây anh em ạ. Trời ơi, tàu tháo rượt ra anh em ơi. Trời đất ơi là trời. Tàu tháo rượt ra anh em ạ. Đang cố gắng like xong mà đi cái anh em ơi. Chịu không nổi rồi, đang cố nhịn like cho đủ tiếng anh em ạ. Bẻ cổ nhà bên tay phải rồi nè. Nhà bên tay trái là nhà đối diện nguy hiểm với ta. Bẻ cổ nhà bên tay phải anh em ạ. Không bẻ cổ được cái nhà bên tay trái. Nhà bên tay trái bắt sập tứ ác mình mà mình không mà bẻ được anh em ạ. Tí nữa mình mang bẻ cái cổ nhà bên đó. Có những lúc buồn có em. Năm đôi băng bà lập bà lăng băng 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 băng. Anh em ơi, anh em nào chưa like cho em xin nút like nhá. Còn anh em nào mà có sao rơi thì bấm chấm thằng 35 tặng em nhé anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Năm đôi, bốn đôi anh em ạ. Được mỗi bốn đôi thôi. Không được năm đôi anh em. Em chào chị Nguyễn Châu Đoàn nha. Em chào chị, chúc chị một buổi chiều sim live vui vẻ nha chị ơi. Hello Dĩ Vãng nha. Chào tất cả anh em luôn nha. Chúc anh em một buổi chiều sim live vui vẻ nha anh em ơi. À, chưa like cho em xin nút like nha anh em ơi. Chị đầu mình thua cả làng rồi đấy. Chị hai nào. Chị hai mình chạy được hai nhà anh em ạ. Chị cuối còn già không? Nếu không còn già là ôi mình chạy được. Hát đù anh em. Bình hay thế nhờ. Đôi rơi xuống kìa. Ui. Ông ấy bình ẩu. Bình đường kia ông bắt được hai nhà luôn. Binh khoa học, cái đây gọi là này thì binh khoa học nè. Binh khoa học là cái kết anh em ạ. Bốn đôi. Hello Đạt nha. Chào Đạt nha. Hay quá anh. Không hay thì sao em? Phải hay thôi em ạ. Vắng này bắt sập làng này. Hello anh Giáp nhá. Ôi dồi ôi anh em là chiêu nó rồi. Bài này bắt sập làng được thì có ảo đấy. Thật sự hai năm đôi bắt sập làng thì còn có khả năng, còn bốn đôi thì hơi khoai anh em ạ.
anh em nha. 4 đôi thì hiếm lắm, thật sự hiếm lắm mà được 4 đôi sập lại anh em ạ. 4 đôi 89, ui, 4 đôi 8. 7 đâu? Ừ. 1, 2, 3, 4. Cùng một đôi anh em ạ. Hello anh em mới vào sau nhá, ai chưa like cho em xin nút like nhé anh em ơi. Còn anh em mà cần gold chơi thì inbox Zalo trên màn hình cho em nhá. Số Zalo duy nhất trên màn hình 0932 583 577 anh em ạ. Anh em cần gold thì inbox Zalo cho em nhá. Xuống nhanh quá đúng không anh Thắng Hữu ạ? Dừng nó cho lên nữa cho xuống anh Thắng Hữu ơi. Hello anh Tuấn Đỉnh nha, bài nặng vậy. Em cà rút bạn 2 năm rồi nên bỏ không anh à? Hay thôi bỏ đi em à, để lâu là giữ mối quan hệ lâu, càng lâu là càng chết đi em ơi. Bỏ đi em ơi. Kiếm người nào mà yêu thương mình thật lòng rồi thương em à. Mình thích nó mà nó không thích mình thì làm chi em ạ. À? Chỉ sang kênh đạo lý và sợ chó luôn anh em. Một thằng không có người yêu cho hay. Một ngày nào đó anh cũng giống như là em. Bài 6 kinh nha anh Thế Giáp ơi. Bài 3 đôi hoài luôn ý. Dình nó cái chia bài thế này thì chết con nhà người ta. Anh em nhờ. Chia thế này thì cái chết con nhà người ta chứ lị. Xì đi hết rồi này. Già đi. Hai con già rồi. Già đi hết rồi. Ôi cái bài này chắc không sập nhà nào anh em ạ. Đi hết rồi mà. Làm gì còn cái gì nữa đâu mà sập. Nhà nó nói cái gì thế? Mò lò. Ôi chạy luôn rồi. Thôi chắc em cũng offline luôn anh em ạ. Tối em lên live lại nhá. Trời em cũng offline luôn anh em ơi. Đau bụng quá rồi anh em ạ. Thật sự đau bụng quá rồi. Offline nghỉ thôi anh em ạ. À. Tối lên live lại anh em nhé. Tối nay gặp anh em nhé. Chưa đau bụng quá anh em ạ. À. Đi xả đây anh em ơi. Chịu không nổi là ráng like cho anh em đấy. Tăng râm lên thôi nghỉ luôn anh em ạ. À. Ôi hẹn anh em buổi tối nha. Anh em nào mà cần gold chơi thì inbox Zalo cho em nhé anh em ơi. Số Zalo cho em màn hình nha. Ok anh em nhé. Hẹn anh em vào buổi live tối nay nhé anh em ơi. Bye bye anh em và hẹn gặp lại nhé anh em ơi. Đau bụng quá rồi anh em mà chịu không nổi rồi. Rồi bye bye anh em nhá. Chào đã.